Chào các em, thì mình có nhận được một số tin nhắn của các bạn hỏi về cái cách thức làm bài tập. Thì cách thức làm bài tập thì nó tương đối đơn giản hơn, thì mình có thể nói luôn tại đây để cho các bạn nào mà chưa rõ thì mình làm luôn ha. Thì một nhóm của mình các em tự phân ra ha, các em tự liên lạc với nhau xem tự nhóm nào phù hợp với mình. Thì một nhóm thì có thể đi từ 5 đến 6 bạn, thì các em làm tất cả các bài tập có trong cái file bài tập mà mình gửi. Thì các em phân chia cho mỗi bạn trong nhóm. Ví dụ như là thông thường chẳng hạn như là bạn sinh viên, sinh viên mình thì sinh viên này, bạn số 1, số 2, số 3. Rồi thì tùy theo mà bọn em phân công thì có thể bạn số 1 là sẽ làm bài số 1, số 5, số 9. Thì tùy theo các em ha. Thì số 1, số 5, số 9, bạn số 2 là bạn làm bài số 2, số 4, số 8 chẳng hạn. Thì các em phân công cho các bạn là làm bài tập. Thì sau đó thì ở đây có thêm một cái cột nữa gọi là cột đánh giá, thì các bạn trong nhóm là đánh giá ha. Thì nếu như mà bạn mà làm tất cả các bài tập ha, làm được đúng tất cả các bài tập và trình bày đẹp thì các em cho điểm là 100 điểm ha. Còn nếu như mà bạn là làm thiếu bài tập thì thiếu một hay thiếu hai bài tập thì tùy như vậy mà các em trừ bớt đi cái số lượng phần trăm đi, thì trong này thì nó có khoảng là 10%, trong này là 10% cái điểm trình bày, 10% là điểm trình bày, còn 90% đó là cái điểm là các em có làm đầy đủ bài tập hay không. Thì nếu như mà làm đầy đủ bài tập cộng thêm điểm trình bày tốt thì các em cho 100 điểm, và tương tự như vậy ha. Thì nếu như có 10 bài tập mà bạn chỉ làm có 8 bài thôi thì các em trừ bớt đi, chẳng hạn như là như vậy là các em lấy 90 trừ cho 90 trừ cho 90 trên cho 10 nhân 2 đúng không? Đó thì tùy như vậy là các em tự cái chấm điểm lẫn nhau, và mình sẽ dựa vào cái điểm này để mà đánh giá điểm bài tập cho bọn em. Thì bọn mình là thi chung cho nên là mình không gặp nhau vào cái lúc mà mình đi thi, cho nên là các em nộp cho mình vào thứ sáu tuần này đây là các em là deadline để bọn em phải nộp phần bài tập. Thì hôm nay á thì mình sẽ hướng dẫn cho bọn em là học tiếp cái phần của cái bài mà ADCDAC, và sau đó thì mình hướng dẫn một số bài tập. Thì mình sẽ chia thành hai video clip ha. Trong video này thì mình chỉ hướng dẫn phần tiếp theo của cái bộ chuyển đổi tương tự số và số tương tự. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn nốt cái phần mà chuyển đổi từ tương tự sang số ha. Hai phương pháp còn lại. Còn đến buổi học tiếp theo thì mình sẽ học cái chuyển đổi từ số sang tương tự. Rồi, ở cái phương pháp thứ nhất, em chờ một chút. Rồi cái phương pháp chuyển đổi từ tương tự sang số tiếp theo đó là phương pháp đếm đơn giản. Thì cái phương pháp này thì chúng ta có PA ở đây. Mình lấy trục rồi các chút. Mình có VA ở đây, đó là điện áp tương tự mà mình cần phải chuyển đổi từ tương tự sang số. Thì ở đây chúng ta có hai bộ so sánh là bộ so sánh 1 và bộ so sánh số 2. Và ở đây chúng ta còn có thêm một cái bộ gọi là bộ tạo điện áp răng cưa. Thì cái bộ tạo điện áp răng cưa này thì ngõ ra của nó là VC, thì nó sẽ được đưa vào và vào cái ngõ vào đảo của cái bộ so sánh 1 và đưa vào cái ngõ vào không đảo của bộ so sánh số 2. Thì đầu ra của bộ so sánh 1 là VSS1 và đầu ra của bộ so sánh VSS2, và chỉ khi hai cái này đều bằng 1 thì ngõ ra của cộng an của chúng ta bằng 1, có nghĩa là VR bằng 1, và chỉ khi VR bằng 1 thì nó sẽ đưa cái xung nhịp đi ra ngoài, và khi xung nhịp đi ra ngoài thì nó được đi vào bộ đếm, và cái bộ đếm này sẽ đếm xuống xung nhịp.
Thì trước tiên thì chúng ta phải xem xét là cái phần làm mạch tạo điện áp răng cưa như thế nào. Thì đây là mạch tạo điện áp răng cưa. Rồi, thì nó bao gồm một mạch tức xoăn. Đây là mạch tức xoăn đúng không? Có tụ C ở cái mạch hồi tiết và một cái mạch khuếch đại đảo. Đây là mạch khuếch đại đảo với hệ số khuếch đại của mình là trừ 1. Rồi, thì giả sử ở đây là BC phẩy. Thì ta có BC phẩy là bằng gì? À, thì bây giờ mình cũng áp dụng định luật nút tại điểm này. À, thì mình biết rồi, biết IC của mình á, là bằng C D trên DT. D trên DT của BC phẩy. À, rồi chúng ta áp dụng định luật nút ở đây ha. Tổng hai dòng này là bằng 0. Như vậy là IC ta có C D trên cho DT của BC phẩy cộng với V chuẩn chia cho R là bằng 0. Rồi ta đảo qua luôn á. Từ đó ta suy ra là mình đảo cái này qua, mình cho thành chữ này thành dấu âm. Bằng trừ. Từ đó ta suy ra là VC phẩy là sẽ là bằng gì? VC phẩy của mình sẽ là bằng tích phân có trừ đằng trước của V chuẩn chia cho RC TT. Mà toàn bộ phần chỗ này là không đổi cho nên chúng ta bỏ luôn ra ngoài. Ở đây nó sẽ là VC phẩy của mình sẽ là bằng V chuẩn chia cho RC và tích phân của cái này là bằng T. Đó. Thì đây là VC phẩy ha. Tại điểm này là bằng chừng này. Rồi chúng ta có tiếp tục là sẽ tìm thêm VC là bằng bao nhiêu. Thì ở đây tiếp tục chúng ta lại là áp dụng định luật nút ở đây ha. Thì chúng ta có gì? VC chia cho R1 là sẽ bằng trừ VC phẩy chia cho R1. Từ đó suy ra VC của mình sẽ là bằng trừ cho VC phẩy. Và nó sẽ là bằng gì? Bằng cho V chuẩn chia cho RC nhân cho T. Như vậy VC của mình đó là một cái hàm tuyến tính theo T. Là chúng ta sẽ có một hàm tuyến tính theo T như thế này. Đúng không? Rồi, thì ở đây mình có VC là như thế này được chưa? VC là một như thế này. Để. Đây là VC. Rồi VC được đặt vào ngõ cái ngõ không đảo, xin lỗi, ngõ đảo của cái bộ so sánh thứ nhất. Của bộ so sánh thứ nhất. Mà cái ngõ không đảo thì nó được nối với VA, đúng không? Thì chúng ta giả sử ở đây ha, VC, đây là VC này. Và điểm này là VA này. Thì từ điểm này đến điểm này là mất khoảng thời gian là T này. Đấy. Trong khoảng thời gian này là T. Rồi, thì như vậy là ngõ ra của cái bộ so sánh số 1 của mình, ngõ ra bộ so sánh số 1 của mình thì các em nhìn thấy trong khoảng và lúc này á là trong khoảng thời gian từ đây cho tới đây thì lúc đó thì cái V cộng sẽ lớn hơn V trừ cho nên ngõ ra của bộ so sánh lúc này nó sẽ là chấm chấm xuống ha. Ngõ ra của so sánh lúc này là sẽ còn một trong khoảng này này, trong khoảng này ngõ ra của bộ so sánh lúc này
1 và sinh số 1 là bằng 1. So sánh 1 ha. Rồi chúng ta xét bộ so sánh số 2. Bộ so sánh thứ 2 thì nó là cái chân trừ nó nối vào đất, cộng thì nó nối vào BC. Như vậy chỉ cần khi BC lớn hơn 0 thì nó ngõ ra của bộ so sánh số 2 bằng 1. Như vậy là toàn bộ từ đây tới đây ha là nó bằng 0. Là điểm A từ đây đến đây là bằng 0, cho nên mình không xét này. Mình tới điểm này khi mà nó lớn hơn 0 thì cái bộ so sánh ra nó sẽ bằng 1. Đây là ngõ ra của bộ so sánh số 2. Như vậy khi mà an của hai cộng này lại với nhau ha. Mình xuống này. Thì khi chúng ta lấy an của hai cộng này lại với nhau thì chúng ta sẽ có cái VR của mình ha. Là nó chỉ bằng 1 trong cái khoảng từ đây đến đây thôi. Khoảng từ đây cho tới đây. Và cái khoảng này thì nó sẽ tỷ lệ với VA. Đúng không? Thì khi VR bằng 1 thì nó sẽ cộng an này sẽ mở để cho cái xung nhịp đi ra. Và lúc đó thì bộ đếm sẽ đếm số xung nhịp. Như vậy là cái số xung nhịp được đếm được là Z ha. Thì nó sẽ tỷ lệ với cái điện áp VA. Và bữa đây thì các em xem công thức cụ thể ha. Ở đây VC phải là bằng chừng này mình nói rồi nè. VC là bằng chừng này mình cũng nói rồi nè. Thì giả sử tại điểm T bằng TM thì VC của mình bằng VA. À, thì lúc đó là mình thế vào, T ở đây thế vào thành TM. Như vậy thì TM chính là cái khoảng thời gian này. Tính là cái khoảng thời gian mà cái cọc an này này nó cho phép cái xung nhịp đi qua và cái bộ dây bộ đếm này bắt đầu đếm số xung nhịp. Như vậy thì mình có TM, mình xác định được TM ha. Sau khi xác định được TM rồi mà TM của mình nó liên quan đến Z, chính là số xung nhịp đếm được qua cái gì tần số xung nhịp. Đó, từ đó ta suy ra được ha, giá của mình là bằng Fn nhân cho Tm, mà Tm là bằng gì? Tm là bằng VA chia cho V chuẩn chia nhân cho RC. Như vậy đây là giá là số xung đếm được. À, thì các bạn và các em có thể nhìn thấy giá ở đây thì nó sẽ phụ thuộc vào Fn và nó phụ thuộc vào RC. Thì phụ thuộc vào RC thì nó là một cái điều là không tốt, bởi vì RC là cái hai cái gọi là linh kiện điện tử mà có giá trị hay thay đổi theo nhiệt độ. Như vậy thì đối với cái mạch này thì cái chất của chúng ta là nó không được ổn định. Thì để cho cái mạch này mà có kết quả tốt thì yêu cầu là RC là phải loại tốt đó, và Fn của mình là phải lớn, là lớn là để nếu như mà có sai số thì sai số của mình chỉ là sai số nhỏ thôi. Đó. Thì để mà khắc phục cái nhược điểm này thì chúng ta đi qua cái mạch gọi là mạch chuyển đổi AD theo phương pháp tích phân hai sườn dốc. Thì với phương pháp này ha, thì nguyên lý hoạt động của nó là ban đầu khóa K luôn luôn ở vị trí số 1. Khóa K luôn luôn ở vị trí số 1. Như vậy thì nó sẽ nối với cái nguồn VA, và ở đây là âm, ở đây là âm, ở đây là dương. Như vậy thì tụ C nó sẽ được nạp theo chiều, này. Và lúc đó thì ở đây là có điện áp là dương, và điện áp này sẽ được nối vào cái cổng không đảo của bộ so sánh này. Và cái cổng đảo thì nó được nối với đất. Như vậy khi mà điện áp ở đây dương thì sao? Thì ngõ ra của chúng ta là V so sánh sẽ bằng 1. Và khi V so sánh bằng 1 thì nó sẽ mở cái cổng này ra và bắt đầu đếm các xung nhịp và nó đưa vào bộ đếm này. Thì cái bộ đếm này sẽ đếm cho đến thời điểm T1. Cứ đếm cho đến thời điểm T1 thì thôi ha. Thì đếm cho đến cái thời điểm T1 thì thôi, thì cái thời điểm T1 này là nó có điểm đặc biệt, đó là tại thời điểm T1 thì cái số xung nhịp nó đạt đến giá trị làm cho flip flop của mình bị tràn. Và khi flip flop mình được tràn thì nó sẽ điều khiển mạch logic của mình để làm cho cái khóa của mình chuyển sang vị trí số 2. Chuyển sang vị trí số 2 thì lúc này
nối với vi chuẩn ha. Vi chuẩn này thì dương ở đây và âm ở đây, như vậy thì tụ C nó lại nạp theo chiều ngược lại, nó sẽ nạp theo chiều ngược lại đấy. À thì nạp cho đến khi nào, cho đến khi á, mà cái điện áp trên C của mình bằng không, và theo chiều ngược lại điện áp trên C của mình bằng không, thì điện áp trên C ở tại điểm nào bằng không thì cái bộ so sánh này mở ra của mình sẽ bằng không, à thì cổng này sẽ bị khóa lại và không đến nữa, đúng không? Bây giờ mình xét ra trong khoảng thời gian ở T1, à cho đến trong khoảng thời gian T1 có nghĩa là đến cho đến khi flip flop tràn, thì lúc đó điện áp trên tụ C của mình là bằng VC của mình là sẽ bằng gì, là sẽ bằng 1 trên cho RC nhân cho VA nhân T nhân cho T1. Rồi thì trong cái thời gian thứ hai, trong khoảng thời gian thứ hai khi mà cái tụ C được nạp theo chiều ngược lại, thì mình tính cái điện áp nạp theo chiều ngược lại ha, thì cái VC mình gọi là VC1 đi, VC2 đi, thì ở đây là điện áp nạp theo chiều ngược lại như thế này ha, thì nó cũng là trừ 1 trên cho RC nhân cho vi chuẩn nhân cho T2. Như vậy thì khi nào thì cái cổng này bị đóng lại, đó là cổng lại đóng lại khi cái VC1 bằng VC2 thì làm cho cái điện áp trên tụ là bằng không. À, thì lúc đó là chúng ta có là 1 trên cho RC VA nhân cho T1 bằng cho 1 trên cho RC V chuẩn nhân cho T2. Từ đó ta suy ra là VA nhân cho T1 bằng V chuẩn nhân cho T2, mà T1 là bằng gì? À, T1 là sẽ là bằng gì? Là bằng Z ha. Mình gọi đây là Z0 chia cho Fn, số xung đến được trong khoảng thời gian thứ nhất, và mình có này là bằng V chuẩn chia cho Z1 chia cho T Fn. Không, mình bỏ Fn đi. Như vậy ta suy ra được là VA của mình là VA của mình sẽ là bằng V chuẩn Z1 trên cho Z0, hoặc lúc này mình có thể suy ra được Z0 của mình là bằng gì? Đấy, xin lỗi, Z1 của mình là bằng S1 của mình sẽ là bằng VA Z0 chia cho VA chia cho V chuẩn nhân cho S0. Yeah. Thì Z0 đó là cái số xung mà đếm được trong khoảng thời gian T1. Thời gian T1 là thời gian làm cho flip flop này tràn. Như vậy thời gian T1 là không đổi, cho nên Z0 của mình cũng không đổi. Z1 của mình nó phụ thuộc vào VA, V chuẩn và Z0, và Z0 không đổi, VA là cái giá trị mình cần chuyển đổi, V chuẩn không đổi. Như vậy thì cái Z1 hiện tại bây giờ nó không còn phụ thuộc vào R và C và nữa đó, cho nên là nó là ổn định hơn rất nhiều so với cái phương pháp mà tích phân đến đơn giản theo một sườn dốc, phương pháp đến đơn giản này, đúng không? Rồi thì ở đây thì nó có phụ thuộc vào Fn, nhưng mà hắn yêu cầu để cho cái kết quả nó chính xác thì Fn của mình nó phải ổn định trong suốt cái thời gian mà đến T1 và đến T2 đó. Thì giả sử như ở đây đi, chúng ta có VA, đây ta có VA ở đây, à mình có thể tính là bằng V chuẩn và T2 trên T1, đúng không? T2 trên T1 cũng chính là bằng cái gì,
Z 1 nhân Z 0 đúng không? Như vậy trong hai cái khoảng thời gian này mà nếu như mà cái tần số SN của mình nó mà nó thay đổi thì nó sẽ làm cho Z 1, Z 0 này thay đổi. Cho nên là để cho cái kết quả mà nó chính xác thì nó sẽ yêu cầu là cái bộ dao động nguồn này, dao động chủng này, SN này phải có giá trị là không đổi trong suốt thời gian T1, T2. Rồi, ở đây có một cái gọi một cái đồ thị ha. Thì ở đây các em lưu ý chỗ này, đó là khi mà chúng ta nạp thì mình không tính là cái VA của mình là lớn hay nhỏ, tại vì lúc đầu là mình nạp với cái điện áp là VA thì mình không cần tính, không cần biết là VA của mình lớn hay nhỏ ha, nhưng mình cần phải biết rằng là nó sẽ nạp cho đến hết cái thời gian T1. À, để cho cái bộ bộ nhớ bị trào, viết đó bị trào. Thì nếu như mà VA mà nhỏ thì nó sẽ đạt đến giá trị này, nếu VA lớn thì nó đạt đến giá trị này. Và hiện các em nhìn thấy rõ ở đây là hai cái đường này là hai con đường thẳng không song song, nhưng mà khi xả ha, khi xả thì nó khi xả thì nó xả qua tỷ lệ với lại một trên cho RC, cho nên là ở đây thì nó xả trên hai cái đường là có độ dốc là như nhau. Rồi, thì đây là toàn bộ nội dung của cái toàn bộ nội dung của cái mạch là đến mà dựa theo phương pháp tích phần hai sườn dốc. Thì đối với cái mạch này ha, các em lưu ý ha, các em lưu ý ở cái mạch tạo tạo xung mà tạo cái điện áp căng cưa này, đúng không? Đó nhất là đối với cái mạch hai cái mạch này các em lưu ý. Thì các em lưu ý là có khả năng ra thi thì người ta sẽ ra thi là bằng cách là thì chẳng hạn như nguyên lý hoạt động của mạch tạo áp căng cưa này, sau đó người ta có là vẽ vẽ là cái ngõ ra của đây, ngõ ra ở đây và ngõ ra của VG, đúng không? Rồi. Thì người ta cũng nói sẽ có thể hỏi là nhược điểm của mạch này là gì, thì mình có nói nhược điểm của mạch này nó sẽ phụ thuộc vào RC, đúng không? Mà R phụ thuộc vào RC, mà RC là hai cái đại lượng là có khả năng thay đổi theo cái gì nhiệt độ, cho nên là kết quả của nó là không ổn định. Do vậy chúng ta sử dụng là cái mạch phương pháp tích phân hai sườn dốc. Thì phương pháp tích phân hai sườn dốc thì kết quả của nó là không phụ thuộc vào RC. Do vậy là nó ổn định hơn, và để cho cái kết quả nó chính xác thì cần sao? Đó là cái bộ mà ở SN này, có nghĩa là bộ tạo xung đó, là nó phải có cái tần số là sao không đổi trong suốt thời gian T1 và T2. Rồi, thì bây giờ cái chuyển đổi AD phi tuyến thì mình hiểu như thế này đi. Cái chuyển đổi AD phi tuyến thì mình có ở đây, thông thường đây là cái sơ đồ để mình chuyển từ tương tự sang số, đúng không? Thì cái sai số lượng tử là còn Q2, thì sai số này mình gọi là sai số tuyệt đối, không đổi. Mình có thêm một cái sai số nữa gọi là sai số tương đối, gọi là E của mình sẽ bằng 1 phần 2 Q, có nghĩa là sai số tuyệt đối chia cho điện áp ngõ vào. Thì các em nhìn thấy ở đây đó là khi mà điện áp ngõ vào nhỏ thì E của mình lớn, mà khi điện áp lớn thì E của mình nhỏ. Thì cái này gọi là nó liên quan đến cái dạng như tín hiệu âm thanh. Thì cái động tuyến của tai người đó là khi mà âm thanh to thì các em không nghe được cái những cái tiếng gọi là nhiễu, nhưng khi âm thanh nhỏ thì những cái tiếng ù ù thì nghe rất rõ. Như vậy thì ở đây sai số lại lớn khi mà cái âm thanh mình nhỏ, như vậy thì mình lại nghe được thì nhiễu được ha, trong khi là khi mà cái biên độ âm thanh lớn thì là sai số thì nhỏ, thì cái lúc này nó cái sai số nhỏ ở đây lại không cần thiết. Do vậy là mình mong muốn có được một cái đặc tuyến mà gọi là chuyển đổi AD mà nó theo cái đường logarit như thế này ha. Logarit là như thế nào? Có nghĩa ở đây các em nhìn thấy Q ở đây này. Thì cái Q ở đây ha là cái sai số tuyệt đối của mình bây giờ không phải là không đổi nữa, mà sai số tuyệt đối của mình ở đây là nó nhỏ này khi tín hiệu nhỏ, và sai số tuyệt đối lớn khi tín hiệu lớn. Như vậy là cái sai số tương đối của mình á, sai số tương đối của mình là bằng và sai số tuyệt đối chia cho VA. Thì ở đây khi VA nhỏ thì sai số tuyệt đối nhỏ, do vậy là và có nghĩa là E có một giá trị nào đó, nhưng mà khi mà VA mà lớn lên thì
cái này nó cũng lớn lên. Như vậy là cái sai số tương đối thì nó lại không đổi. Đúng không? À, như vậy thì khi mà cái tín hiệu mà như vậy khi mà cái tín hiệu nhỏ thì chúng ta có sai số tuyệt đối là nhỏ, thì như vậy là lúc tại vì là cái biên độ nó nhỏ thì sai số tuyệt đối nhỏ, cho nên chúng ta có thể là không nghe được những cái âm thanh nhiễu. Còn đây là khi mà cái biên độ nó lớn thì sai số tuyệt đối nó lớn hơn, thì như vậy thì do là biên độ lớn thì lúc này là sai số nó lớn nhưng mà chúng ta vẫn là sao không có nghe được cái tiếng nhiễu. Hoặc do vậy là người ta nói rằng là đối với việc chuyển đổi AD vi tuyến thì nó là có lợi hơn, và đặc biệt nếu như chúng ta sử dụng mà người ta yêu cầu ha với cùng một chất lượng thì cái chuyển đổi AD vi tuyến đó, cần sử dụng một cái số bit là nhỏ hơn, do vậy chúng ta có thể tăng thêm được cái dung lượng của kim thoại. Và nếu như chúng ta sử dụng là AD phi tuyến thì chúng ta phải sử dụng nội DAC cũng là phi tuyến theo cái đường ngược lại như thế này. Thì đó là toàn bộ cái nội dung mình muốn truyền tải trong cái video đầu tiên. Thì trong cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn họ cách làm của một số bài tập, của một số bài tập. Rồi trong cái buổi học tiếp theo thì chúng ta sẽ học hết cái phần còn lại của bộ chuyển đổi AD và DAC và ADC. Và chào các em.